Chào mừng quý vị đến tìm hiểu về hệ thống giáo dục của tỉnh BC về bậc trung học, nơi mà chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi được hỏi bởi các học sinh đang học chương trình Anh ngữ và gia đình của các em. Câu hỏi thứ nhất, con tôi sẽ học ở đâu nếu trường trong khu vực không có chỗ? Điển hình là các học sinh được bố trí vào trường gần nhà hoặc thuộc trong khu vực, và việc ghi danh được tổ chức xong ngày 30 tháng 6 trước khi bắt đầu năm học kế tiếp để đảm bảo sự ổn định và dự đoán sự phân bố các học sinh. Nhưng có thể các học sinh được xếp vào trường ngoài hoặc không thuộc khu vực. Điều này xảy ra trong các trường hợp khi một trường không có chỗ, không có chương trình hoặc hỗ trợ vật chất thích ứng. Sự bố trí của học khu vào một trường khác có thể cần thiết để giảm thiểu sự gián đoạn và chi phí cho học khu. Tuy nhiên, học sinh được xếp vào trường ngoài khu vực sẽ được giữ trong danh sách chờ đợi. Về sự bố trí của trường trung học, học sinh có thể trở lại trường sau một năm. Tuy nhiên, đối với tiểu học, học sinh có thể trở về trường ngay khi có chỗ trong chương trình. Câu hỏi thứ hai, con tôi sẽ được giáo dục tốt hơn và cơ hội được nhận vào đại học cao hơn nếu học ở một trường tốt hơn phải không? Điều quan trọng cần lưu ý là ở Vancouver, chúng tôi không sắp hạng các trường học, không có các trường nào gọi là tốt hơn trường nào. Chương trình giảng dạy hay kết quả học tập về các môn học cũng tương tự nhau từ trường này qua trường khác, và giáo viên là các nhà chuyên môn được công nhận có khả năng dạy hàng loạt các môn học. Không giống một vài hệ thống trường học ngoại quốc, nơi mà các giáo viên có thể được trả lương nhiều hơn nếu dạy ở một trường tốt hơn hoặc dạy môn học của cấp lớp cao hơn. Giáo viên ở Vancouver được linh động di chuyển từ trường này sang trường khác và dạy một số môn học và cấp lớp khác nhau trong cùng một trường. Tương tự như vậy, không giống một số quốc gia ngoại quốc, nơi các trường được phân loại và các đại học có thể chỉ chọn học sinh từ các trường xếp hàng đầu. Các đại học ở Bắc Mỹ chú ý đến hạng điểm của học sinh, các hoạt động ngoài giờ học và những thành tựu, chứ không phải đến loại trường trung học mà học sinh đã tốt nghiệp. Câu hỏi thứ ba, làm sao con tôi tốt nghiệp trung học? Để nhận được chứng chỉ tốt nghiệp trung học, các học sinh phải đạt được 80 tín chỉ qua chương trình của các lớp 10, 11 và 12. Mỗi môn học tương đương với 4 tín chỉ, và chỉ có các môn học của lớp 10, 11 và 12 mới cho các tín chỉ có thể dùng để tốt nghiệp. 80 tín chỉ đó có thể chia thành 3 phần: 48 tín chỉ bắt buộc, 28 tín chỉ tự chọn và 4 tín chỉ lấy ra từ chương trình chuẩn bị cho tốt nghiệp. Như vậy, tổng cộng là 80 tín chỉ. Bây giờ chúng ta hãy xem các môn học có tín chỉ bắt buộc, đó là môn văn lớp 10, 11 và 12. Đó thực ra là môn Anh văn hoặc Anh văn thực dụng, trừ khi trong trường hợp học sinh học trường tiếng Pháp thì đó là môn Pháp văn. Học sinh cũng cần phải hoàn tất môn khoa học xã hội lớp 10, khoa học xã hội lớp 11, lịch sử thổ dân BC lớp 12 hoặc công dân giáo dục lớp 11, khoa học lớp 10, khoa học lớp 11 hoặc 12, toán lớp 10, toán lớp 11 hoặc 12, thể dục lớp 10 và một môn tự chọn, môn kỹ thuật hay kỹ năng ứng dụng lớp 10, 11 hoặc 12. Tổng cộng là 48 tín chỉ bắt buộc. Chúng ta hãy nhìn vào nhóm tín chỉ kế tiếp, các tín chỉ tự chọn. Học sinh chỉ cần 28 tín chỉ tự chọn hoặc 7 môn học để hoàn tất yêu cầu về các tín chỉ tự chọn. Các môn học như sinh học, vật lý, toán giải tích, tâm lý, địa lý, lịch sử, làm mộc, làm kim loại, đánh máy và nhiều môn nữa, tất cả đều được tính cho các tín chỉ tự chọn. Ngoài ra, nếu học sinh đã hoàn tất các lớp 7, 8 hoặc 9 tại quốc gia mình, thì các em có thể đã có đủ các tín chỉ tự chọn. Thí dụ, nếu một học sinh đến từ Trung Quốc, Philippines, Iran hay Iraq, Ấn Độ, Đại Hàn, Nhật hay Mỹ, v.v.
và đã hoàn tất các lớp 7, 8 và 9, các em có thể được nhận tín chỉ về ngoại ngữ lớp 10, 11 hoặc 12 cho các tiếng Hoa, Phi, Ba Tư, v.v. Cũng vậy, nếu các học sinh học Anh ngữ hoặc chương trình ELL mà đã xong lớp 10 về môn mỹ thuật, âm nhạc, vi tính, kinh doanh, v.v. ở tại quốc gia mình, thì các em có thể nhận được thêm tín chỉ. Nhưng xin nhớ, dù nếu một học sinh đã tích tụ được 30, 40 hay 50 tín chỉ tự chọn, cũng không thành vấn đề, vì chỉ có 28 tín chỉ được tính để tốt nghiệp. Bây giờ hãy nhìn vào 4 tín chỉ cuối cùng, chương trình chuẩn bị cho tốt nghiệp. Mục đích của chương trình chuẩn bị cho tốt nghiệp là để đảm bảo cho học sinh có được các kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công sau bậc trung học. Trong chương trình chuẩn bị cho tốt nghiệp, học sinh học về tầm quan trọng của một lối sống lành mạnh, sự liên kết với cộng đồng và hoạch định cho tương lai. Chương trình chuẩn bị cho tốt nghiệp được tạo thành qua 3 phần. Sức khỏe cá nhân, nơi mà học sinh duy trì một chương trình sức khỏe cá nhân và tham gia 150 phút mỗi tuần vào các thể dục. Liên kết cộng đồng, nơi mà học sinh tham gia vào ít nhất là 30 giờ làm việc, hay kinh nghiệm về thiện nguyện, dịch vụ cộng đồng và mô tả lại những gì đã học. Nghề nghiệp và cuộc sống, nơi mà học sinh hoàn tất chương trình chuyển tiếp và trình bày ra những thành tựu đáng kể. Sau khi hoàn thành chương trình chuẩn bị cho tốt nghiệp, học sinh sẽ nhận được 4 tín chỉ bắt buộc cuối cùng để tốt nghiệp. Một lần nữa, học sinh sẽ nhận được 80 tín chỉ sau khi đã hoàn tất các yêu cầu về tín chỉ bắt buộc, tín chỉ tự chọn và chương trình chuẩn bị cho tốt nghiệp. Một điểm quan trọng cần chú ý là trong 80 tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp, ít nhất 16 tín chỉ phải của cấp lớp 12, trong đó gồm môn văn lớp 12 và 12 tín chỉ khác. Những tín chỉ này có thể từ các môn học bắt buộc hay từ các tín chỉ tự chọn. Câu hỏi thứ tư, con tôi có thể tốt nghiệp sớm hơn không nếu em có thể bỏ các lớp về học Anh ngữ ELL và lấy các lớp phổ thông nhiều hơn? Câu trả lời là không. Bỏ các lớp ELL sẽ không đẩy nhanh quá trình tốt nghiệp. Đó là vì khi học sinh từ chối học lớp ELL để chọn học môn mỹ thuật, âm nhạc, vi tính hay khoa học, v.v. thì chỉ làm tăng thêm các tín chỉ tự chọn của các em. Như đã giải thích trong câu hỏi 2, tối đa chỉ cần 28 tín chỉ. Đối với các học sinh ELL, đây là các môn học với tín chỉ bắt buộc, đặc biệt là môn văn hay Anh văn lớp 10, 11 và 12 và khoa học xã hội lớp 10 và 11 là cốt yếu để tốt nghiệp. Học sinh ELL cần phải cho thấy một trình độ hiểu biết về Anh ngữ nhất định nào đó trước khi các em có thể đăng ký vào các môn học có tín chỉ bắt buộc này. Các lớp ELL này sẽ giúp đem lại sự hiểu biết đó và dùng làm nền tảng cho sự thành công trong tương lai. Câu hỏi thứ 5, khi nào con tôi có thể lấy các môn Anh văn chuyển tiếp hoặc phổ thông? Nếu một học sinh học Anh ngữ thể hiện được sự hiểu biết đủ về Anh ngữ, giáo viên lớp ELL chuyển tiếp có thể đề nghị việc chuyển sang các môn Anh ngữ phổ thông. Tuy nhiên, điều quan trọng nên lưu ý là học sinh ELL cần phải đọc và viết được đến một trình độ mà cho phép các em đương đầu cách thành công với chương trình giảng dạy mới và đóng góp được trong lớp. Xin chú ý là sự bố trí các học sinh ELL vào lớp Anh ngữ phổ thông khi các em không thể hiểu nội dung hoặc đóng góp được vào lớp học sẽ gây ảnh hưởng đến mức đối thoại và kết quả học tập cho tất cả học sinh trong lớp. Câu hỏi thứ 6, con tôi còn có thể tốt nghiệp ở trường trung học không nếu đã trên 18 tuổi và vẫn còn trong chương trình học Anh ngữ? Câu trả lời là được, các em vẫn có thể tốt nghiệp được, nhưng không qua trường trung học. Học sinh phải vào chương trình giáo dục cho người lớn, trung tâm giáo dục bổ túc để lấy các môn học. Sở Giáo dục Vancouver có nhiều trung tâm giáo dục cho người lớn, trung tâm giáo dục bổ túc cung cấp cho học sinh tất cả các môn học bắt buộc và hầu hết các môn tự chọn như ở trường trung học. Các môn trong chương trình cho người lớn có thể được hoàn tất trong thời gian ngắn, từ 9 tuần hay một học kỳ.
Và như trường trung học, chương trình giáo dục cho người lớn miễn phí cho các học sinh nào chưa tốt nghiệp. Câu hỏi thứ 7, chương trình giáo dục cho người lớn giống hay khác ra sao so với của trường trung học? Chúng ta hãy bắt đầu với các điểm tương tự. Các trường đại học xét điểm đạt được ở chương trình giáo dục cho người lớn và trường trung học giống nhau. Cả hai chương trình đều cung cấp cùng tổng số giờ giảng dạy cho mỗi môn học. Sau khi hoàn tất các yêu cầu về tốt nghiệp, học sinh sẽ nhận chứng chỉ tốt nghiệp giống như chứng chỉ đã cấp cho học sinh tốt nghiệp ở trường trung học. Nhưng có những khác biệt giữa chương trình giáo dục cho người lớn và của trường trung học. Ví dụ, chương trình giáo dục cho người lớn chỉ cung cấp các môn học từ lớp 10 đến 12. Trong khi đó, trường trung học cung cấp các môn học từ lớp 8 đến lớp 12. Và các môn học của chương trình giáo dục cho người lớn có thể được hoàn tất trong thời gian ngắn như 9 tuần hay trong một học kỳ, ngắn hơn nhiều so với 10 tháng học cho mỗi môn theo quy định của trường trung học. Và đa số học sinh ghi tên vào chương trình giáo dục cho người lớn ở lứa tuổi lớn hơn, từ 18 đến 22 tuổi, trong khi ở trường trung học, học sinh ở trong tầm từ 12 đến 19 tuổi. Câu hỏi thứ 8, làm sao để con tôi vào trường đại học và các đại học có xét điểm thi tỉnh bang hay không? Các trường đại học sẽ xét xem những người nộp đơn là sắp tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp. Hầu hết các trường đại học sẽ nhìn vào điểm môn Anh văn lớp 12 và 3 điểm tốt nhất trong danh sách các môn học đã được ấn định cho lớp 12. Xin lưu ý là có các môn thi bắt buộc của tỉnh bang ở lớp 10, 11 và 12. Ở lớp 10, các môn thi bắt buộc của tỉnh bang gồm có môn Anh văn, khoa học và toán. Các môn thi bắt buộc ở lớp 11 là môn khoa học xã hội hay công dân giáo dục. Và các môn thi bắt buộc của tỉnh bang vào năm lớp 12 là môn Anh văn hoặc Anh văn thực dụng. Ở lớp 10 và 11, các môn thi bắt buộc chỉ được tính 20% vào điểm cuối năm, điểm làm bài trong lớp được tính 80%. Điều ngoại lệ là bài thi tỉnh bang của môn Anh văn và Anh văn thực dụng lớp 12 được tính 40% và điểm bài làm trong lớp được tính 60%. Tương tự như các quốc gia khác, các học sinh có thể vào trường đại học sau khi đã tốt nghiệp ở trung học. Tuy nhiên, không giống các trường đại học ở nhiều quốc gia khác, ở Canada, sự tuyển sinh không giới hạn về tuổi tác. Học sinh không cần phải vào đại học lúc 19 tuổi. Các em có thể nộp đơn vào đại học ở tuổi 30, 40, 50 hay lớn hơn nữa. Và nếu một học sinh không được nhận vào trường đại học mà mình đã chọn, họ có thể nộp đơn trở lại vào một thời điểm sau. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt giữa tham dự đại học và hoàn tất đại học. Đối với học sinh ELL, các em sẽ gặp một số thử thách đặc biệt của trường đại học. Là vì các trường đại học đòi hỏi phải thông thạo về Anh ngữ để có thể thành công. Thí dụ, một số học sinh ELL của đại học năm thứ nhất rất vững về toán và khoa học, nhưng rớt môn Anh văn của năm đầu. Trường đại học sẽ cho phép các em tiếp tục vào năm thứ hai, nhưng nếu tiếp tục rớt các môn Anh văn, trường có thể không cho phép các em tiếp tục trở lại năm thứ ba. Điều quan trọng đối với học sinh ELL là xây dựng kỹ năng cơ bản về Anh văn mà các em đã đạt được và phát triển khi ở trường trung học. Một lần nữa, phụ huynh và học sinh trường trung học cần phải chú trọng vào mục đích là hoàn tất, chứ không phải chỉ tham dự đại học. Như vậy, đối với một số học sinh ELL, vào đại học ngay sau khi trung học chưa chắc là sự lựa chọn tốt nhất. Hãy thử xem các lựa chọn khác sau bậc trung học trong câu hỏi số 9. Câu hỏi thứ 9, có những chọn lựa nào khác dành cho học sinh sau bậc trung học? Tiêu chuẩn tuyển sinh vào đại học ở Canada khá cao. Thông thường các đại học yêu cầu phải có điểm A, B cho việc cú xét. Do đó, có thể một học sinh với hạng điểm tốt mà vẫn không được chấp nhận vào trường đại học của mình lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa là học vấn của một học sinh chấm dứt sau bậc trung học.
Học sinh tốt nghiệp trung học hay chương trình giáo dục cho người lớn luôn có thể nộp đơn vào trường cao đẳng. Các trường cao đẳng cung cấp loại chứng chỉ 1 năm hoặc văn bằng 2 năm, mở ra hàng loạt sự lựa chọn về nghề nghiệp cho học sinh. Nhiều trường cao đẳng còn cung cấp chương trình 1 hoặc 2 năm chuyển tiếp vào đại học. Sau khi hoàn tất những yêu cầu của chương trình, học sinh có thể chuyển vào trường đại học, tiếp tục học để lấy bằng đại học. Như vậy, học sinh đã vào đại học thông qua trường cao đẳng. Học sinh có thể chọn để hoàn tất thêm năm thứ 3 và thứ 4 để lấy thêm văn bằng tốt nghiệp thứ 2, tạo cho đủ điều kiện để... Học sinh có thể chọn để hoàn tất thêm năm thứ 3 và thứ 4 để lấy thêm văn bằng tốt nghiệp thứ 2, tạo cho họ đủ điều kiện về hàng loạt các công việc làm. Học sinh và phụ huynh cũng nên biết là có nhiều trường cao đẳng cũng cung cấp các chương trình lấy học vị tương tự như ở trường đại học. Điều này có nghĩa là học sinh trường cao đẳng có thể hoàn tất chương trình 4 năm để lấy văn bằng đại học thông qua trường cao đẳng đại học. Như vậy, học sinh tốt nghiệp trung học có một số lựa chọn về học vấn sau bậc trung học, cũng như học sinh tốt nghiệp từ chương trình giáo dục cho người lớn. Dĩ nhiên, những người trên 19 tuổi có thể nộp đơn vào trường đại học hay cao đẳng bất cứ lúc nào để đạt thêm những kỹ năng mới và có các lựa chọn tốt hơn về công việc. Câu hỏi thứ 10. Làm thế nào để phụ huynh có thể giúp học sinh học Anh ngữ thành công ở trường trung học? Thứ nhất, điều quan trọng phải chú ý là để họ đủ điều kiện vào chương trình giáo dục công lập ở Vancouver, học sinh phải sống chung với ít nhất là một phụ huynh hay người giám hộ. Học sinh mới đến mà không sống với một phụ huynh hay người giám hộ cần phải trả lệ phí quốc tế để được học. Thứ hai, một trong những yếu tố chính cho sự thành công trong việc học là sự tập luyện học ở nhà. Học ở nhà khác với lại làm bài tập tại nhà. Sự tập luyện học ở nhà bao gồm việc học sinh tự thúc đẩy kiến thức của mình xa hơn nữa ngoài việc học trong lớp. Các ví dụ của học ở nhà gồm việc tạo nên một thói quen thường xuyên ôn lại bài vở của môn học sau những giờ học ở trường. Đọc bài trước để chuẩn bị tốt hơn cho các bài sắp tới. Tập luyện để tăng các kỹ năng đọc, viết và giao tiếp và để cùng tham gia với các bạn trong các nhóm học tập. Điều cũng quan trọng nữa là nên tham gia các sinh hoạt ngoài giờ học như các câu lạc bộ trường, âm nhạc, thể thao và kể cả việc làm thiện nguyện trong cộng đồng. Việc tham gia như vậy sẽ giúp đưa đến sự cân bằng giữa học tập và các kỹ năng về đời sống, tạo cho học sinh có một nền tảng vững chắc sau khi tốt nghiệp. Sau cùng, các học sinh ELL và phụ huynh của các em luôn có thể gặp giáo viên cố vấn, giáo viên ELL, nhân viên liên lạc đa văn hóa và nhân viên hỗ trợ định cư trong trường của mình để có những hướng dẫn và thông tin quý giá. Chúng tôi hy vọng cuốn phim này giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về hệ thống trường học mà con em mình đã học. Muốn có thêm phim và thông tin, xin vào trang mạng của Sở Giáo dục Vancouver www.vsp.bc.ca.